Xin chào mọi người, mình là Khánh Mỹ, còn được gọi là nàng tóc xù. Một ngày nọ, khi đang ngồi vẽ vời vu vơ, thì mình bất giác nhận ra những điều chưa hoàn hảo xuất hiện quanh mình, nhưng mà chúng lại dễ thương vô cùng. Hay bây giờ, mình vừa vẽ, vừa kể chuyện cho bạn nghe nhé. Đó là một người chị kể về những thương tổn trong trái tim chỉ khi vừa tròn 20 tuổi. Là đôi bàn tay gân guốc của một người chị khác đã cùng mẹ đi làm công và dành dụm từng chút những đồng tiền quý giá. Là một vết sẹo hình xương cá của một người bạn Philippines của mình đã kiên cường giành lại sự sống từ căn bệnh ung thư. Còn là trái tim lạc quan của một người chị bị khuyết tật từ khi mới lên 3 vì cơn sốt bại liệt. Đầu đó, mình còn thấy rất nhiều người bạn mất tự tin với vóc dáng mũm mĩm, mập mạp của mình. Hay những người chị buồn phiền vì tăng cân sau khi sinh. Và không thể không nhắc tới là những cô gái sầu đời vì gương mặt kém xinh và làn da nổi mụn. Nói đâu xa, là mình nè. Nhưng bạn biết không, đó đều là những người phụ nữ xinh đẹp, chấp nhận và yêu thương bản thân, để rồi can đảm chia sẻ câu chuyện và khuyết điểm của mình. Đó là lý do mình lập ra một dự án về nhiếp ảnh để chụp hình, trò chuyện và rồi lan tỏa điều tích cực đến mọi người nhiều hơn. Vì mình tin rằng, điều chưa hoàn hảo là tài sản khác biệt mà cuộc đời ban tặng cho riêng mỗi người. Bạn biết không, mình cũng vẽ không đẹp đâu, nhưng vẫn cứ để những nét cọ phiêu lưu trên giấy. Vì cuối cùng khi màu sắc và cảm xúc hòa quyện vào nhau, mình vẫn tin rằng bức vẽ ấy vẫn mang cá tính và vẻ đẹp riêng của nó. Cũng giống như đợt dịch bùng lại, chúng ta phải làm việc và sinh hoạt trong bốn bức tường, chỉ có thể gặp nhau thông qua màn hình khô cứng, nhưng vẫn có thể chạm nhau một cách nào đó rất ấm áp. Thật vậy, điều chưa hoàn hảo ở quanh ta, và chúng xinh đẹp vô cùng.